Người đàn ông mỗi ngày chém chết 100 người, rồi sẽ đi đến đồn công an tự thú một lần, về ngủ thôi. Hóa ra người đàn ông này căn bản không muốn nhận tội. Ông ta chỉ là chém người chém mệt rồi, mà giường trong nhà tù mới là thoải mái nhất. Sau khi ngủ một giấc, hóp lại đâm một cái cửa sắt sẽ đè bẹp cai ngục. Sau đó ngang nhiên đi ra khỏi nhà tù, bắt đầu một ngày chém người mới. Tồn tại của hóp đúng là cơn ác mộng đối với cảnh sát đảo quốc. Tên quỷ giết người này rõ ràng 30 năm trước đã bị bom nổ chết, nhưng bây giờ hắn ta không chỉ lần nữa sống lại, mà còn muốn chém chết bậc thầy đạo Trích Luy Panh đệ tam trong lời đồn. Vì để không bị chém thành thịt nát, 8 người Luy Panh cũng bắt đầu phản kích, nhưng căn bản không giết chết được ông ta. Khả năng phản xạ của hóp đã biến thái đến mức dùng một chiếc diều thôi có thể cản lại từng viên đạn. Nhìn thấy tình hình không hay, đám người Luy Panh vội vàng bắt đầu bỏ trốn, nhưng hóp vẫn đuổi sát không tha. Vào lúc tình hình nguy cấp, Tiêu Ngon đã kịp thời chặt một cây đại thụ để cản đường của hóp. Lúc này mới giữ được mạng nhỏ của ba người Luy Panh. Thế nhưng cho dù Diêu Mon được xưng là kiếm khách mạnh nhất, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hóp. Chỉ nhìn thấy cậu ấy rút kiếm ra chém, lại bị hóp dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bắt lại được. Và chiếc búa nặng đến 500kg của hóp, Diêu Mon liều mạng già ngăn cản mới không bị đập chết. Sức mạnh khủng bố của hóp đúng là không phải con người. Mặc dù đám người Luy Panh kịp thời cứu được Diêu Mon, nhưng ý chí chiến đấu của anh lại bị cây rìu của hóp chém nát. So với việc trực tiếp giết anh đi còn đau khổ hơn. Diêu Mon không phục, anh một mình đi vào trong núi sâu, tháo cái bao trang hoa lệ ở trên thanh kiếm đi. Giờ anh chỉ có thể tăng tốc tu luyện, giết chết hóp mới có thể phản hồi lại được tôn nghiêm. Nhưng cứ rút dao ra thì lại là ám ảnh bị bắt lại. Lại cứ bao trùm lấy Diêu Mon, con cá mập đang phi đến cứ như là cây rìu lớn mà hóp khua vậy, cho dù cơ thể đã bị răng của cá mập xuyên qua. Diêu Mon vẫn không có dũng khí để rút kiếm. Bất luận là luyện tập sự kiên nhẫn ở trong biển lửa, hay là rèn sự dẻo dai ở dưới thác nước, thì hai cây rìu sắc nhọn của hóp đều như một ngọn núi lớn đè lên trên tâm trí của Diêu Mon. Đến buổi tối, Diêu Mon đứng ở trên đỉnh núi cao luyện tập đạo ý, nhưng cho đến khi trời sáng, anh lại vẫn không thể nào tìm được thời cơ để rút dao. Ba ngày qua đi, Diêu Mon vẫn như vậy, vết thương trên lưng cũng bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, nhưng càng tuyệt vọng hơn là anh đã không còn thời gian để luyện tập nữa. Hóp lúc trước vì để giết Luy Panh, lại gián tiếp hại chết ông chủ thuê Diêu Mon làm vệ sĩ, mà con trai của ông chủ thì cho Diêu Mon thời gian 3 ngày đi giết hóp để báo thù cho bố. Giờ thời gian 3 ngày đã đến, người của chủ thuê tìm đến Diêu Mon. Vào lúc biết được Diêu Mon không hề giết được kẻ thù, con trai của ông chủ cũng cảm thấy anh không cần thiết để phải sống nữa. Thuộc hạ trực tiếp dùng gậy đánh ngã Diêu Mon, châm chọc kiếm pháp của anh kém y như con người anh vậy. Nhìn thấy Diêu Mon không có phản ứng, một tên thuộc hạ trong đó dùng một chân dẫn lên người anh. Đột nhiên cơ thể của Diêu Mon giống như được đả thông kinh mạch vậy, động tác của đối thủ giống như là bị thua chậm, xuất hiện ở trong đầu của anh. Tôi không có lý do để giết các người, nhường đường cho tôi đi. Mày giả vờ cái gì, các người tốt nhất là đứng nguyên ở chỗ cũ đừng có động đậy. Thế nhưng đám thuộc hạ vẫn còn tưởng Diêu Mon bị đánh ngốc rồi, liền vùng vậy sắp trong tay đập về phía anh, mà Diêu Mon lập tức rút kiếm ra khỏi chém, cả người giống như một tia sét xuyên qua đám người, không cần biết đối diện là có công kích gì, trước khi anh ta chiến đấu đều đã được dự đoán trước. Diêu Mon cả đường chém giết, những nơi nào đi qua kẻ thù đều biến thành tàn phế, nhưng chỉ có tấn công của một người đàn ông là anh không có tránh. Đối mặt với một phát súng của con trai ông chủ, anh lại không hề tránh, coi như là để trả lại ân tình của ông chủ đối với anh. Anh lần nữa rút kiếm ra khỏi bao, chém luôn súng và tóc của đối phương đi. Và hiện tại việc anh muốn làm là đánh bại hóp, lấy lại tôn nghiêm của bản thân. Mà hóp lúc này đang trên đường truy sát Luy Panh và Jason. Hai người vội vàng trốn vào một ngôi chùa cũ, vốn cứ tưởng là có thể lừa được hóp, nhưng cái mũ của Jason thực sự quá chói mắt. Đột nhiên có một viên đá to bay đến, hai người liền bị chiêu này đánh trọng thương và cũng không còn có sức lực để chạy trốn nữa. Vào lúc hai người sắp bị chém thành bãi thịt, Ziomon kịp thời đi đến cứu hai người. Vừa gặp mặt, Ziomon đã không hề do dự rút kiếm ra, thế nhưng kiểu này vẫn là bị hóp nắm chặt. Tiếp đó hóp dùng hết sức trực tiếp đánh cho Ziomon bay lên trên mái nhà. Vì để nhanh chóng giải quyết trận đấu, hóp cũng xông vào trong đại điện, vung hai thanh búa chặt đứt các cột trụ, cả ngôi chùa bị mất lực chống đỡ, thế là liền sập xuống. Hóp lần nữa phi về phía Ziomon, mà lúc này trong đầu của Ziomon lại xuất hiện ra động tác đối phương sắp tấn công. Anh rút kiếm ra khỏi vỏ chém đứt luôn búa của hóp. Tiếp đó anh quay ngược lại con dao, nhân vào khoảng trống đối phương vung búa trực tiếp chặt đứt luôn một cánh tay của anh ta. Hóp lúc này đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Ziomon, mà khả năng dự cảm hơn người thường của ông ta nói cho ông ta biết, nếu bản thân cứ tiếp tục đánh với đối phương, thế thì lần rơi tiếp theo sẽ có thể là đầu của mình. Chỉ là tưởng tượng một chút mà đã khiến cho hóc bị dọa hết hồn. Yên tâm, kiếm của ta không chém người sợ chết.